bone primer, rồi bây giờ mình đắp màu trắng nè các bạn. Đắp màu trắng trước đi ha, sử dụng màu trắng trước. Cái màu trắng thì nó tương đó là nó hơi khó đắp chứ nó không phải là dễ đắp. Lấy cục bột ha, thả cục bột lên trên cái khóe này cho nó tròn khóe này ha, rê xuống chút, sửa cục bột lại ra cho nó gọn lại ra. Để chút xíu nước nè, đắp dày nha các bạn, mỹ đen mà, mỹ đen mà đắp mỏng là gãy liền. Cái kim tuyến này nó ngày hôm qua Phong làm kim tuyến á, hôm qua hôm kia Phong làm kim tuyến á, cái ly quỳt nó hơi bị dính kim tuyến chút, nát mình mài nó bay hết à. Ok anh chị em, ngày hôm qua Thanksgiving vui không? Lễ tạ ơn á, Thanksgiving ở Mỹ á, các bạn Việt Nam có thể không biết á, cái lễ cái con gà tây á, là lễ đó là ai cũng phải ăn gà tây á ha, nhưng mà ngán lắm các bạn ơi, Phong không thích ăn đó, nhà nó chán lắm, nó không có ngon bằng gà ta các bạn, thịt nó không có săn, nó không có dai á, ăn chán. Mỹ họ ăn tê chứ không thích ăn, không chỉ thích ăn canh chua cá kho tộ thôi, canh chua cá kho tộ với nước mắm á. Việt Nam mà, Việt Nam là phải ăn nước mắm nha các bạn. Nó sát thì trong cái khóe nè. Ok rồi, coi như là mình sửa xong cái màu trắng, mình sẽ phao ha, mình đợi cho nó khô rồi bắt đầu mình phao, rồi mình vẽ marble. Cái kiểu marble này nói chung nó cũng dễ thôi các bạn, không khó, vẽ dạng như là vẽ lining á, nó cũng dễ không khó. Regular no gel. Gel good honey, gel good. No. Yeah. Gel lot longer. No. You can wear your shoe right away, honey. I've been doing gel for a long time. I've been doing gel for a long time on my feet. This one nail tip told me to stop. Dù cho thả mà không được các bạn ơi. Yeah, really? Do deep and do gel. Your nail, your toenail not thin anymore, honey. Bỏ alcohol vô cho nó mau khô nha các bạn. Kêu khách sơn treo, khách không sơn vậy á. Sáng sớm thấy có cái điểm không lành này nha quý vị. Các bạn thấy thấy Phong livestream sửa ngón chưa? Người ta livestream làm full set là sướng rồi các bạn. Giờ mình phải sửa ngón mình cũng livestream luôn. Vậy nó mới đọc chứ. Khô chưa? Để cho nó khô nha các bạn. Khô rồi bắt đầu mình mới vũa được. Đọc cái comment của anh chị em và các bạn coi. Ok. Khô chưa? Chưa khô lắm. Cho thêm miếng alcohol vô cho nó mau khô coi. Đắp ngón để khô lâu lắm các bạn. Đúng rồi, màu trắng lâu khô á. Lâu khô mà cũng tương đối nó khó đắp nữa. Cái người khách này ngày hôm bữa mình làm cho Si
à, cũng mấy ngày trước trước lễ rồi, trước lễ mà dạng ngày hôm qua Si có birthday party á, chơi vui quá gãy móng luôn. Gãy móng nào không gãy, gãy cái móng ở giữa. Khô chưa? Chưa khô nữa các bạn ơi. Ok, thêm mối ra. Ok, rồi. Màu trắng lâu khô. Ok, được vũ được rồi đó. Vũ màu trắng á các bạn. Mình để cái máy rất là nhẹ nha. Mình để cái máy rất là nhẹ, tại vì màu trắng mình mà vũ lẹ một cái á, là nó thấy luôn á các bạn. Mình vũ rất là nhẹ nhàng. Phong để máy rất là nhẹ, Phong vũ mà Phong không có đè cái đầu vũ á. Này nó bị dính kim tuyến á, kim tuyến nó bị hộp hộp á. Ok, sau khi mình vũ máy xong rồi thì mình vũ set. Màu trắng luôn. Máy vũ của anh tốc độ tối đa là bao nhiêu vậy anh? Tốc độ của anh đó hả? Máy vũ của anh tốc độ là 100 cây chuối một giờ đó em. Lý Phúc em. Tốc độ rất là cao nha. Nhưng mà anh không có để tốc độ cao vậy, anh để cỡ chừng khoảng cây rưỡi chuối thôi. Em vũ màu trắng em để máy vũ một cây rưỡi chuối giờ thôi nha. Nói chơi chứ vũ màu trắng để cũng phải cỡ như đây nha, cỡ 1 2 3 4 nha, 4 hoặc là 3 rưỡi. À, mà cái này nó cái nấc của nó mấy chục nấc lận các bạn. Lê bên đây nè, lê bên đây cho nó không có bị răng cưa nha. Và bắt đầu quay ngược cái tay lại nè, quay ngược cái tay, không có cho khách để cái tay khách vậy ha, để cái tay khách vậy là nó chửi mình á, không không để vậy, để hai ngón nó không chửi, không nha, không có để một ngón vậy ha, để ngón vậy là ở Mỹ là gọi là chửi á các bạn, để hai ngón hai ngón không chửi. Ok, rồi xong. Rồi buffer. Hello Thảo yêu, hello em yêu, khỏe không em? Gãy ngón giữa, vô sữa, đưa ngón giữa, kêu sữa. Mới sáng sớm mà làm thơ hại não rồi. Sandy. Kỳ lắm nha, hư nè, hư nè. Ok. Lấy con ho rửa luôn, khỏi cho đi rửa tay đi.
đốt cháy giai đoạn đi. Rồi. Don't break your nail again, okay, honey? If you break your nail, just come back. Nói chuyện với Mỹ Đen lại nhây vậy á các bạn. Mỹ Đen thích nhây lắm. I say you love the way I do your nail. Isn't it? See? Sơn hấp cốt lên các bạn. Rồi, giờ Sơn vẽ marble nha. Lấy cái chai này ha. Thấy cái chai này không? Cái chai vẽ nè. Cái chai vẽ mà Phong đổ acetone vô đó. Đổ acetone vô Phong ngâm cây cọ đó. Đó, thấy cây cọ vẽ không? Rồi, lấy cái chai tre màu đen nha. Đây, cái chai tre màu đen. Bỏ ra chút xíu. Như đây đủ rồi. Chấm vô chút ngay đây. Muốn vẽ vẽ đại cũng được các bạn. Muốn nó nhiều cách cách vẽ lắm. Mình lợi dụng cái độ trơn của cái top coat nè ha. Thấy cái độ trơn của cái top coat không? Mình đi những cái xoáy. Đó, đại loại là vậy đó ha. Đó, mình đi tùm lum các bạn. Mình đi qua đây à, mình đi chẻ ngược lại đi lên trên ha. Đó, vậy thôi. Rồi bắt đầu từ đây nè là chẻ ra hai cái. Rồi bên đây thêm cái ngay đây nữa. Đã, rồi từ bên đây nối vô bên đây. Nè, cho nó những cái đường xoáy nè không? Đường xoáy cho nó ra giống ma bộ. Đó, thấy chưa? Nè, thấy cái chỗ này nó nhiều cái màu đen quá không? See that. Cho nó một cái xoáy ngay đây luôn. Đúng chưa? Ở bên đây thấy nó thiếu thiếu đúng không? Thì mình sẽ đưa từ đây đưa lên. Mà tùy mình thôi, mình muốn đưa sao mình đưa à ha. Đưa từ đây đưa lên đi. Đó, rồi những cái chỗ nào mà mình cần cho nó thêm đen thì mình cho nó thêm đen. Ví dụ như chỗ này cho nó đen chút. Rồi chỗ nào, chỗ này cho nó đen chút. Cái ngã ba nè. Không, nó ra những cái đường chỉ rất là mỏng. Đó, đơn giản là như vậy thôi ha. Và thấy cái chỗ này thấy nó hơi thô không? Thấy cái chỗ này nó hơi thô không? Tán nó ra. Tán nó ra. Đó, thấy không? Hết thô, cũng còn thô một chút. Ngay cái chỗ này thấy không? Đó, hết thô rồi đó. Ha, rồi bắt đầu mình vuốt lấy sét. Put it in, honey. Love you. You don't say thank you, you say love you more. Love you more. Ok. Thank you. I hear every day already. Honey, anybody say thank you to me already. They say I love you, you have to say I love you more, ok? Love you more. Ok, honey. Được coi như điều đào. Làm mấy cái này dạng như bậy bạ thôi em ơi. Cái này good morning chị Liên Lương phải không? Hello Hoa Thùy. Happy Thanksgiving Thảo em. Thảo Mai Trần em. Em yêu anh. Vậy em không giữa. Hello Phạm Tân phải không em? Thạch Nguyễn. Rồi. Sao mình khi mình đưa vô thì bắt đầu mình có được cái này rồi không? Nó khô rồi nè. Áo nó khô rồi bắt đầu mình
kỹ á, mình cho nó thêm lớp top coat nữa là xong. Một bàn về mình lấy cũng đâu có rẻ đâu các bạn. Một bàn này mình lấy là 75 đồng đó các bạn. Sờ vẽ 10 ngón mà, không có ngón nào giống ngón nào mà. Handmade custom made mà. Ha, cái này là một trong những cái dễ cho anh chị em làm ha. Marble nó có nhiều cái marble lắm. Marble bằng bột, marble bằng gel, put it in honey. Marble bằng alcohol ink, marble tùm lum hết ha. Thì cái cách này là Phong thấy nó dễ nhất rồi đó. Ai làm không được nó là bó tay chú bộ đội á. Hello Quyên Thị Mai Phạm, khỏe không em? Give me that one, I give you kilo oil honey. Nhìn không có ra cái thể thống vậy ha. Mà khách chịu trả tiền mới hay chứ. Không. Vô chiêu vô thức vậy mà nó khó đoán các bạn. Thấy vẽ không? Lúc nào cũng vẽ hình chữ S nè các bạn thấy không? Hình chữ S là bản đồ Việt Nam á. Bản đồ Việt Nam hình chữ S nè, thấy chưa? Thấy chữ S không? Thấy chữ S không? Không, chữ S nè. Bản đồ Việt Nam đó, lúc nào cũng thương nhớ về Việt Nam hết. Lúc nào cũng nghĩ về Việt Nam hết ha. Ok, xong. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong một cái bộ móng vẽ tùm lum nó ra cờ lơ nha các bạn. Đây là một cái cách vẽ marble rất là đơn giản thôi. Đẹp hay xấu thì Phong nghĩ nó tùy ở mỗi người. Nhiều khi mình thấy nó xấu mà khách nó thấy nó đẹp, nó cũng không biết chừng. Mà nhiều khi khách nó kêu xấu mà mình nhìn để ủa sao đẹp lắm mà ta cũng không biết chừng ha. Nên cái chuyện xấu đẹp nó là cái chuyện tùy thuộc ở mỗi người. Thì Phong show cho các bạn cái cách làm thôi. Còn làm được hay không á, thì cái đó tùy vào các bạn thôi ha. Hoặc là khách hay sao đó tùy vào người khách. Mình có thêm một cái option để khi mà mình làm marble nữa. Đó, đơn giản là vậy thôi. Rồi sau hết thì chúc anh chị em một cái mùa Thanksgiving vui vẻ bên gia đình, người thân. Bữa nay là Black Friday ha. Nói chung năm nay nó cũng tương đối là nó khá là bay hài. Thì ai có tiền thì đi shopping, không có tiền thì ở nhà có lá chín vậy thôi ha. Ok, bye bye anh chị em và các bạn nha. See you in next video. Ok.